Nếu như vừa qua ở Hà Nội có một nhóm bạn trẻ đã hiện thực hóa ý tưởng biến bãi rác thành vườn hoa khiến nhiều người vô cùng khâm phục và thích thú, thì ở thành phố Hồ Chí Minh, một phong trào tương tự cũng vừa được diễn ra, biến công viên ngập rác thành một không gian sống lý tưởng, nhưng chỉ với 4 triệu đồng và 5 ngày công. Vậy họ đã làm điều đó như thế nào? Không gian xanh tươi và mát mẻ này giờ là nơi thể dục lý tưởng cho nhiều người cao tuổi, nơi vui chơi cho các bạn trẻ và cả khách du lịch. Ít ai ngờ, 2 tháng trở về trước, nơi này chẳng khác nào một bãi rác tập kết. Cách đây khoảng 2 tháng, rất là dơ, rác hả, đầy lên hết luôn. Trời ơi, sợ quá, ra chỉ sợ bị ô nhiễm. Sau khi mấy ngày thấy các bạn tới làm thì không nghĩ là kinh phí và thời gian làm lại gấp rút như vậy, nhanh như vậy mà có thể cải thiện cái công viên nó đẹp và nó sạch lên. Trước thì nó rất là dơ và chuột thì rất là nhiều và người ta ngồi ăn uống ở đây thì người ta xả rất là nhiều. Sau khi mà thay đổi thì nó rất là đẹp và mình thấy là nhóm bạn trẻ rất là sáng tạo. Sự hồi sinh này xuất phát từ một dự án phi lợi nhuận mang tên Kho Báu Rác do nhóm bạn trẻ gồm 10 thành viên đến từ Đại học Nông Lâm và Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Với vai trò trưởng nhóm, Nguyễn Hoàng An cùng với các thành viên của dự án thực hiện ý tưởng xóa bỏ bãi rác tự phát, ngăn chặn vứt rác bừa bãi trong thời gian 5 ngày và với kinh phí chỉ 4 triệu đồng. Trong vòng 5 ngày thì tụi mình đã mất hết 2 ngày để đi làm việc với các đại diện chính quyền và người dân để tìm hiểu được nguyên nhân cũng như là cái mong muốn và mong mỏi của họ. Đây không chỉ là một nơi chỉ đến để vui chơi hoặc là tập thể dục mà nó còn liên quan đến một vấn đề rất nan giải, đó là hàng rong. Dự án của các bạn trẻ đã thúc đẩy Ủy ban Nhân dân quận Tân Bình có những động thái tích cực trong việc xây dựng một đô thị xanh và sạch đẹp hơn. Tới đây là quận sẽ tiếp tục trồng hết thảm cỏ và mé nhánh cây, bỏ những cái cây nào không còn phù hợp với thời điểm hiện nay đó, mình trồng cây mới, sẽ giao cho các đơn vị có chức năng để quản lý công viên này. Đồng thời thì đoàn thanh niên sẽ phối hợp ký kết để các bạn cùng tham gia giữ gìn và thực hiện tổng vệ sinh. Trong tương lai thì chắc chắn các siêu thủ lĩnh không chỉ riêng mình sẽ nhân rộng cái mô hình biến bãi rác thành vườn hoa này ra nhiều địa điểm khác, không chỉ trong thành phố Hồ Chí Minh mà còn nhiều nơi khác ở Việt Nam. Một không gian chết đã được hồi sinh chỉ với 10 người trẻ, 4 triệu đồng và 5 ngày công. Nhưng để duy trì hiện trạng này thì nhất thiết cần sự chung tay của cả cộng đồng. Thành phố Hồ Chí Minh có hàng trăm bãi rác tự phát, nhưng chỉ cần một thay đổi nhỏ trong nhận thức và hành động của từng cá nhân cũng đủ tạo nên một kho báu, một giá trị sống tốt đẹp hơn.